Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có ý nghĩa vai trò quan trọng, là nền tảng để thúc đẩy việc thực hiện các tiêu chí khác nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội nói chung, làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ghi nhận của phóng viên tại xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn. Đây là con đường ở xóm 4 với chiều dài gần 2,5 km đang được khẩn trương hoàn thiện với sự giám sát của cán bộ và nhân dân trong thôn. Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân mà còn phục vụ đắc lực sản xuất nông nghiệp của địa phương. Vì thế người dân vô cùng phấn khởi khi tuyến đường được đầu tư nâng cấp. Chúng tôi thì không kể cán bộ và nhân dân, ai cũng quan tâm và ai cũng ra là tận đường xem và có những cái gì không nên phải là phải nhắc nhở bên công trình để người ta làm cho tốt hơn. Đấy, nói chung là các công trình người ta về làm cũng tốt. Là địa phương còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp, nhưng với tinh thần đoàn kết nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh, của huyện, diện mạo của Hồi Ninh đã và đang thay đổi từng ngày. Hiện nay tỷ lệ đường trục xã, đường liên xã được đầu tư kiên cố đạt 100%. Đường trục xóm và liên xóm được cứng hóa đạt hơn 61%. Hồi Ninh đang tập trung nguồn lực đầu tư 8 công trình, gồm trường học, trạm y tế xã và các tuyến đường khác. Đến nay địa phương đã hoàn thành 14 tiêu chí nông thôn mới. Địa phương chúng tôi sẽ làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân là nhận thức đầy đủ về cái xây dựng nông thôn mới, là thực hiện tốt cái quy chế dân chủ, là dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ. Rồi huy động các cái nguồn lực đóng góp từ người con xa quê để phục vụ cho cái phát triển kinh tế xã hội và cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng. Điều đáng ghi nhận là quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng có sự đóng góp không nhỏ của người dân. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân tự nguyện ủng hộ tiền, đóng góp ngày công lao động, hiến đất, chỉnh trang nhà cửa, từng bước tạo diện mạo nông thôn mới. Tất cả bà con nhân dân là đều hưởng ứng từ cái khâu giải phóng mặt bằng, rồi là có một số là chỗ phải hiến đất thì bà con cũng rất nhiệt tình là để ủng hộ cái chương trình về đích nông thôn mới. Tất cả người dân là đều khấn khởi và rất là vui mừng. Về xã Hồi Ninh những ngày này, đi đến đâu cũng bắt gặp không khí sôi nổi khẩn trương. Tất cả đang dồn lực để sớm hoàn thiện các công trình, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào cuối năm nay.